rodiče nám pripomínajú, že starba je dar. Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ thánh lễ suy tôn thánh giá theo nghi lễ Byzantine. Sáng 13 tháng 9 năm 2021, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phụng vụ thánh thể suy tôn thánh giá theo nghi lễ Byzantine. Ngài mời gọi các thánh hữu chiêm ngắm thánh giá để nhận ra đó là vinh quang của Thiên Chúa, là nguồn ơn cứu độ của chúng ta, để không còn cảm thấy bị bỏ rơi đơn độc, chìm đắm thánh giá, để từ đó làm chứng cho thánh giá bằng đời sống theo phúc âm và các phước phúc người ban. Thánh giá trong tâm hồn sẽ yêu thương và đi theo con đường yêu thương khiêm nhường của Chúa Giêsu. Sáng thứ ba ngày 14 tháng 9, ngày thứ ba trong chuyến thăm Budapest và Slovakia, từ thủ đô Bratislava, Đức Thánh Cha đi máy bay đến thành phố Košice, cách đó 311 km. Khi đến phi trường Košice, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Bernard Robert, thị trưởng và chính quyền địa phương đón tiếp. Sau đó, ngài di chuyển bằng xe hơi đến tận sân vận động Pešťa của thành phố Rezov, cách đó 47 km, thành phố lớn thứ ba của Slovakia. Khoảng 10 giờ, xe của Đức Thánh Cha đến sân vận động Pešťa. Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Rezov, Đức Thánh Cha Bắp Giáp, dòng tên 68 tuổi đón tiếp. Hai người tặng hoa cho ngài và hai thiếu nhi dân bánh mì và rượu để ngài chúc lành. Sau đó Đức Cha và Đức Tổng giám mục giáo phận Rezov lên xe mua trần đi vòng quanh quảng trường. Giáo tỉnh Công giáo Hy Lạp tại Slovakia. Giáo hội Slovakia có một giáo tỉnh Công giáo Hy Lạp tự quản đặt trụ sở tại Rezov, bao gồm Tổng giáo phận Rezov, giáo phận Bratislava và giáo phận Košice, chiếm 6% trong tổng số 5,5 triệu dân Slovakia. Giáo phận Công giáo Hy Lạp Rezov được thành lập vào năm 1818 và đến năm 2008 được nâng thành tổng giáo phận. Những cột mốc đáng nhớ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Slovakia trong khoảng thời gian này là năm 1959. Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Tiệp Khắc, khi đó bao gồm Slovakia, bị chế độ Cộng sản xóa bỏ, nghĩa là không còn hiện diện chính thức nữa. Năm 1968, mùa xuân Praha, khi Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã bị xóa bỏ nhưng không hoàn toàn bị tiêu diệt, đã có thể chính thức bắt đầu lại đời sống và hoạt động từ con số 0. Tổng giáo phận Rezov có 117.800 tín hữu, với 163 giáo xứ, 282 linh mục giáo phận. Trong đó có 8 linh mục được truyền chức trong vòng 1 năm qua, 42 chủng sinh, thêm 2 nam tu sĩ và 73 nữ tu. Giáo phận có 9 cơ sở giáo dục, 4 cơ sở bác ái. Trong năm vừa qua có 1.572 người được rửa tội. 50.000 tín hữu chào đón Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đứng trên xe mua trần đi vòng quanh quảng trường trong sự reo hò hân hoan của hơn 50.000 tín hữu. Một rừng lá cờ nhỏ của tòa thánh với hai màu vàng trắng được cánh hữu vẫy chào đón khi xe chở Đức Cha đi ngang qua. Nghi lễ Byzantine vào lúc 10:30, một số hồng y và giám mục trong đoàn đồng tế với Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài quảng trường trước sân vận động, có sức chứa hơn 50.000 người, bắt đầu phụng vụ thánh lễ suy tôn thánh giá được cử hành theo nghi lễ Byzantine của Thánh Gioan Kim Khẩu. Có nhiều chi tiết khác với nghi lễ Latin như chúng ta thường tham dự. Đây là nghi lễ được cử hành trong Giáo hội Công giáo Đông Phương. Nghi lễ Byzantine có 3 nghi thức. Trong đó, nghi thức của Thánh Gioan Kim Khẩu được cử hành thường xuyên nhất. Phụng vụ gồm các phần nghi thức phụng vụ chuẩn bị, nghi thức phụng vụ tân tòng, các bài đọc, bài giảng của Đức Thánh Cha, nghi thức phụng vụ của các tín hữu và nghi thức kết thúc bài giảng của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Cha suy tư về hai hành động thấy và làm chứng cho thập giá Chúa Giêsu. Ngài mời gọi mọi các tín hữu chiêm ngắm thập giá để nhận ra vinh quang của thập giá, đó là con đường Chúa đi để cứu độ chúng ta, để không ai phải thất vọng và cảm thấy bị đơn độc, bị bỏ rơi, mà từ đó làm chứng táo cho thập giá bằng lối sống trong sáng của tin mừng và các mối phúc. Bắt đầu bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến nghịch lý của thập giá. Dù Thánh Phaolô nói rằng chúng ta rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng không giấu rằng sự khôn ngoan của con người thập giá là một điều gì đó hoàn toàn khác, đó là cớ vấp phạm và sự ngu xuẩn. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của nghi lễ suy tôn thánh giá. Thập giá là công cụ của sự chết, nhưng nó đã trở thành nguồn gốc của sự sống. Đó là một cảnh tượng kinh khủng, nhưng nó đã mặc khải cho chúng ta vẻ đẹp của tình yêu thương của Thiên Chúa. Chính Thánh Thử Gioan, người đứng dưới chân thập giá, vừa nhìn thấy vừa làm những điều này. Đức Thánh Cha suy tư về hai điểm này. Trước tiên là nhìn thấy. Điều Thánh Gioan thấy và nhiều người cũng thấy đã qua hai hình ảnh thánh giá là Chúa Giêsu, một người vô tội và tốt lành đã chết một cách tàn nhẫn giữa hai tên tội phạm, một điều bất công, một sự hy sinh không thay đổi được thế giới. Đức Thánh Cha lưu ý, chúng ta cũng có thể có nguy cơ không vượt trên cái nhìn đầu tiên hời hợt này. Chúng ta cũng có thể không chấp nhận thông điệp của thánh giá, không chấp nhận rằng Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng cách cho phép tất cả những điều xấu xa trên thế giới của chúng ta hoàn thành.
trên chính thân thể người, chúng ta có thể cũng không chấp nhận, có lẽ ngoại trừ bằng lời nói, một Thiên Chúa yếu ớt bị đóng đinh và một về Thiên Chúa mạnh mẽ và chiến thắng. Đây là một cám dỗ lớn. Nhưng một Kitô giáo không có thập giá là một Kitô giáo của thế gian và trở thành vô ích. Mặt khác, Thánh Gioan đã nhìn thấy nơi Thánh Giá sự hiện diện của công trình Thiên Chúa và nhận ra vinh quang của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh, và đã thấy rằng bất chấp vẻ bề ngoài, Chúa Giêsu không phải là kẻ thua cuộc mà là Thiên Chúa đấng sẵn lòng hiến thân vì mọi người. Chúa chọn đi vào lịch sử nhân loại, chọn con đường thập giá để không ai trên trái đất phải tuyệt vọng đến mức không thể tìm gặp Chúa. Ngay cả đó, giữa đau khổ tâm tối, bị bỏ rơi, tai tiếng về sự khốn khổ và sai lầm của chính mình, ở đó, ở chính nơi mà chúng ta nghĩ rằng Chúa không thể hiện diện, thì Người đã đến để cứu những người tuyệt vọng. Chính Chúa đã chọn nếm trải sự tuyệt vọng, tự mình gánh lấy nỗi thống khổ cay đắng nhất của chúng ta, với người chúng ta không bao giờ còn cô đơn nữa. Để học cách nhìn thấy vinh quang trên thập giá thay đổi Thánh Cha, chúng ta cần chiêm được Thánh Giá. Thánh Giá giống như một cuốn sách để biết nó. Chúng ta phải mở nó ra và đọc, chỉ mua sạch thôi thì chưa đủ. Đức Gia nhận rằng Thánh Giá được vẽ hoặc chạm khắc ở khắp mọi nơi trong các nhà thờ của chúng ta. Các cây Thánh Giá được tìm thấy ở khắp nơi xung quanh chúng ta, trên cổ, trong nhà, trong xe hơi, trong túi. Điều này có ích gì trừ khi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh và mở lòng ra với người, trừ khi chúng ta để mình bị gạt như vào những vết thương người đã chịu vì chúng ta, trừ khi trái tim chúng ta thổn thức vì xúc động và chúng ta khóc trước Thiên Chúa vì thương tích, vì yêu chúng ta. Nếu chúng ta không làm điều đó, Thánh Giá vẫn là một cuốn sách không được đọc, dù chúng ta bước tựa đề và tác giả, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Ngài cảnh giác. Chúng ta đừng biến Thánh Giá thành một đồ vật để sùng kính, tệ hơn nữa là một biểu tượng chính trị, một dấu hiệu của địa vị tôn giáo và xã hội. Chiếm điểm Chúa bị đóng đinh đưa chúng ta đến bước thứ hai, đó là làm chứng. Đức Cha khẳng định rằng nếu chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu, khuôn mặt của người sẽ được phản chiếu trên khuôn mặt của chính chúng ta, các nét của người trở thành của chúng ta, tình yêu của Đức Kitô chiến thắng chúng ta và biến đổi chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại chứng tá của các vị tử đạo Slovakia, những người không thể im lặng vì danh Chúa Kitô. Chứng tá của họ là chứng tá của tình yêu Chúa, đấng mà họ đã chiêm ngắm lâu dài đến mức họ trở nên giống người ngay cả trong cái chết. Đức Thánh Cha nhắc rằng thời đây chúng ta không thiếu cơ hội để làm chứng. Ngài lưu ý rằng chứng tá của chúng ta có thể bị suy yếu bởi tính thế tục và sự tầm thường, trong khi thập giá đòi một chứng tá trong sáng. Vì thập giá không phải là ngọn cờ để vẫy, nhưng là nguồn mạch thường khí của một lối sống mới, của tin mừng, của các mối phúc. Dấu hiệu của người mang thánh giá trong lòng chính là không xem ai là kẻ thù, nhưng xem tất cả mọi người đều là anh em mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống vì họ. Một chứng nhân của thập giá không bám vào những điều sai trái của quá khứ và cứ than thở về hiện tại. Chứng nhân của thập giá không sử dụng những cách lừa dối và quyền lực thế gian. Họ không muốn ép đặt bản thân và những gì của họ, nhưng muốn hiến mạng sống của mình cho người khác. Họ không tìm kiếm lợi cho riêng mình để được coi là đạo đức. Đây là một hành động tôn giáo giả hình, không phải là một chứng tá cho Chúa bị đóng đinh. Các chứng nhân của thập giá chỉ có một chiến lược, đó là chiến lược của Thầy, tình yêu thương khiêm nhường. Họ không tìm kiếm những chiến thắng trên thế gian, bởi vì họ biết rằng tình yêu của Chúa Kitô sinh hoa trái trong những biến cố của cuộc sống hàng ngày, đổi mới mọi sự từ bên trong, giống như hạt lúa rơi xuống đất chết đi và sinh nhiều bông hạt. Theo Đức Thánh Cha, đó là câu hỏi: con muốn có trở nên nhân chứng của Thầy không? Đó là câu hỏi mà từ trên Thánh Giá Chúa đang hỏi từ người chúng ta. Kết thúc bài giảng, Đức Cha xin mẹ Maria, người đã thấy cuốn sách thập giá mở rộng nhất và đã làm chứng điều này bằng tình yêu thương khiêm nhường, ban ơn để chúng ta hướng đôi mắt tâm hồn về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Khi đó đức tin của chúng ta sẽ có thể nở hoa trong sự viên mãn của nó, và chứng tá của chúng ta sẽ sinh hoa kết trái. Đức Tổng giám mục của giáo phận Red Shop, cảm ơn Đức Thánh Cha. Cuối cùng, phục vụ thánh thể Đức Tổng giám mục của giáo phận Red Shop của tín hữu Công giáo theo nghi lễ Byzantine, Đức Cha Jean Bapzap đã đại diện cộng đoàn. Cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Cha Jean Bapzap, cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm các con cái thiêng liêng của Ngài, tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine ở Slovakia. Đức Cha nói rằng cộng đoàn sẽ suy tư về lời Chúa thốt ra từ miệng và con tim của Đức Thánh Cha, và sẽ khắc sâu vào tâm hồn để lời Chúa có thể khơi dậy trong chúng con tình yêu và lòng trung thành lớn hơn nữa đối với Chúa Giêsu Kitô, với mẹ đồng trinh cực thánh của Thiên Chúa, với thập giá của Chúa Giêsu, cũng như đối với Đức Thánh Cha. Thánh Phêrô của Roma rất được Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Slovakia yêu mến, do Đức Tổng giám mục của Red Shop đối với Thánh Cha. Chúng con cầu nguyện cho Ngài và cho hoạt động tông đồ mà Ngài thực hiện trên toàn thế giới,
để củng cố các anh chị em trong đức tin. Kết thúc cử hành phục vụ thánh thể, Đức Thánh Cha di chuyển đến chuẩn bị Cosit cách đó 4-3 km để dùng bữa trưa. In questo momento della liturgia, le invocazioni sono affinché il misericordioso nostro Dio, accettandoli questi doni in odore di soavità spirituale nel suo altare santo, celeste e immateriale, ci mandi in controcambio la grazia divina e il dono dello Spirito Santo, per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità. E la gente risponde: Signore pietà. E adesso un po' cambia questa prospettiva. Alle invocazioni il coro risponde: concedi, o Signore. Chiediamo al Signore che l'intera giornata sia perfetta, santa, tranquilla e senza peccato. Concedi, o Signore. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle anime nostre e dei nostri corpi. Chiediamo al Signore la remissione e il perdono dei nostri peccati e delle nostre colpe. Chiediamo al Signore ogni bene utile alle nostre anime e la pace per il mondo. Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto della nostra vita nella pace e nella penitenza. Chiediamo una morte cristiana, serena, senza dolore e senza rimorso, e una valida difesa dinanzi al tremendo tribunale di Cristo. Concedici, o Signore. Християнсько і кончини життя нашого, безболісно і без... Adesso vediamo che i sacerdoti si avvicinano alle parti settoriali dello stadio, dove tra poco ci sarà appunto la comunione fatta sotto le due specie. Ricordavamo che sono stati distribuiti 25.000 cucchiaini non in plastica per evitare appunto dispersione, ma in metallo, e in tutta sicurezza anche in questo caso si farà proprio. Спас Боже свой люд, пожегнає своє дідство. Salva, o Dio, il tuo popolo e benedici la tua eredità. Con questa benedizione si conclude il rito della comunione. Abbiamo visto dall'arcieparchia di Priashiv, e invece in controcambio Arcivescovo Jan Babiak riceve un calice per la cattedrale. Velkňazovi všeobecnej cirkvi Františkovi pokoj, zdravia, dlhý život na mnoho dlhých a šťastných rokov. A sua santità il pontefice universale Francesco, papa di Roma, concedi, Signore, lunghi anni. Laddove è il santo sepolcro di Pietro, li risuona la dolce preghiera. Dalle bocche di migliaia e migliaia l'inno di tante generazioni di popoli. Proteggi, o Dio, il Santo Padre, vicario di Cristo. Vediamo sventolare le bandiere gialle del Vaticano, gialle e bianche del Vaticano, da tutta la folla, 30.000 persone presenti allo stadio di Prešov. E così si è conclusa la divina liturgia Pade Taras, e vediamo ancora questa bella immagine di tantissime persone, come accennavamo prima,
forse arrivate, sicuramente arrivate da altre nazioni confinanti, perché questa cittadina è proprio un crocevia, come ricordava padre Taras, di tantissime persone che sono confinanti con le nazioni. Sentite l'applauso. La liturgia bizantina solenne termina con augurio dei tanti anni ai vari partecipanti, alle varie persone, e dopo il saluto al Santo Padre, adesso era invocazione per il capo della comunità greco-cattolica di Slovacchia, metropolita Jan Babiak, e a tutti gli arcivescovi e vescovi. Lunghi anni, canta il coro. Concedi il Signore lunghi gli anni. A tutto l'ordine sacerdotale, ai cardinali, arcivescovi, metropoliti e vescovi, ai monaci e religiosi, a tutti i nostri